đây, hello mọi người nha. Hà Nội sáng nay rất là mưa luôn. 5 giờ sáng sấm như kiểu là sợ vãi trường. Sáng nay quả sấm mấy quả sấm bánh kinh thật. Thank you bạn nhiều. Đây là cái tay gương cầu Hilo các bạn này. Đây các bạn, trước mặt các bạn đây là cái tay gương Hilo các bạn này. Đó, nó chưa có tay gương cầu nhưng đây là một trong những cái tay gương cầu giải quyết mọi vấn đề. Nhìn hết góc cạnh các bạn nha, nhìn hết góc cạnh luôn. Đó. Đấy. Bắt phát là vừa luôn các bạn nha. Đây một con ốc này, chân một con ốc này, đầu tai một con ốc này, bắt là đúng hai con ốc. Bạn về bạn chỉ cần nhá. Bạn về bạn lấy kia ra, xong đặt lên, đặt vào trong nhá. Đặt vào trong. Ok, nhấc cái tay gương lên, vấn đề cái chân đen của loại. Đặt bên dưới này đúng rồi. Đúng rồi, đặt bên dưới trong xoáy ốc là bình thường luôn. Đó, thank you bạn rất là nhiều luôn. Đấy, đây các bạn nha, tay gương cầu Hilo này. Đó, hàng này nhà mình chế chuẩn form, nhìn hết sườn xe, nhìn hết đầu xe luôn. Có gì anh em nhớ ủng hộ cho mình theo số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23038. Đấy, mai kia xong sản phẩm thì mình sẽ quay cho các bạn xem lại nha. Mình đã có một cái review lắp cho các bạn xem rồi, đây là mình bán thì mình quay lại cho các bạn thôi để các bạn biết là mình vẫn còn tay gương. Thank you các bạn rất là nhiều luôn.